Vâng, bên này hàng về nhà bác đây, về được hai con súp JBL và hai cặp 515 nha. Hai cặp 515, một cặp có còn tem, một cặp là không còn tem. Thì giá nó là 28 triệu 5 đối với cặp còn tem nha, còn cặp không còn tem thì 27 triệu 5. Chỉ là có cái tem thôi trên nhau vậy nha các bác. Tí nữa các bác sẽ được xem vĩ điệp của hai cặp này. 515 là một dòng loa full 40 của JBL của Mỹ. Bài Mỹ tuyển rất là đẹp nha các bác. Là tiếng tuyệt vời lắm, nó là từ neo nha, là cao cấp nha. Các bác đã thấy những video trước em đã quen một cặp về rồi. À, chốt rất là nhanh. Về này về hai cặp, một cặp có tem, một cặp không có tem, trên nhau 1 triệu nha. Chỉ vì cái tem đó thôi mà 1 triệu bác các bạn đó. Thì bác các bác nhớ đón xem ở video kế tiếp nha. Còn hai con súp RB, một con BB12 thì giá 13 triệu một con gì không nhớ, nhưng mà giá nó tốt hơn.